Làm thang máy mà không xem cái video này ấy, thì đúng thật sự là lãng phí rất là nhiều tiền đấy anh em ạ. Đây là một cái vách thang máy của một cái tòa chung cư mini mình đang làm. Thì để tiết kiệm các cái chi phí đầu tư ấy, thì mình chỉ ốp cái thang máy bằng các cái tấm nhựa vân đá này thôi các bạn này. Nhưng mà nhìn cũng rất là ok. Đây các bạn nhìn này. Đây là cái tấm nhựa, nói chung là nó của hãng gì KA Plastic. Đấy, tấm này là tấm 2 phân 2 ni 8, là đang nhập vào là 275.000 một mét một tấm. Nó có cái loại 2 ni 4 nữa, thì 2 ni 4 nó khoảng 250.000 một tấm. Thì một tấm là 2,9 mấy mét vuông, tương đương 3 mét vuông đi. Thì chúng ta cứ tính nó khoảng độ 95.000 một mét vuông tấm này. 95.000, và phụ kiện này thì chúng ta cứ tính thêm khoảng độ phụ kiện này, xem để mình chia xem nào. Cũng khoảng 3-40.000, chia đều cho 3-40.000 một mét vuông phụ kiện nữa. Làm ăn thì thực ra cái tính công cho anh em thôi. Mấy ông thợ ông đang bảo anh nói giá thế này thì anh em thợ thuyền làm ăn kiểu gì thì cũng tính công riêng cho anh em mà. Thì như ở đây thì tình cảm anh em nó rất là sâu đậm, nên là anh em ở đây làm cho mình là 170.000 tiền nhân công, cái tiền ốp đá này, ốp tấm vân đá này 170.000 một mét. Thì nếu mà tính ra giá tổng vào thì nó khoảng độ gần 300.000, khoảng 300.000. Chúng ta cứ tính phụ kiện nẹp này, rồi các cái vấn đề khác, khoảng 300.000 một mét ốp cái vách thanh đá thang máy này. Như ngoài thị trường ngoài kia thì nó rất là nhiều loại giá các bạn nhé. Giá họ chào mình 700.000 một mét, 430.000 là trong cái trường hợp là đội thợ chào rẻ nhất, là mình thấy chào là 430.000 một mét vuông. Đấy, hoàn thiện bao gồm cả phụ kiện, nói chung là cứ đo mét vuông tính tiền. Nhiều nơi thì họ chào 400, 500, 600, có nơi chào đến 700.000. Thì thực tế ra thì với cái tấm ốp giả vân đá này thang máy, thì mình thấy cái tấm dày nhất nó của nó khoảng dạ. Vâng. Tấm vân đá này thì nó dày, nó cũng chỉ khoảng 2 ni 8 thôi. Đây đây là cái tấm. Đây tấm của nó đây. Đấy 2 ni 8 thì nó như thế này. Mặt nói chung mình thấy là chất lượng cũng khá là ok đấy. Cứng lắm, cũng cứng mà không phải cứng đâu mà nó có tính đàn hồi, mà nhìn thì cầm mà nó rất là chắc chắn, nó không mủn đâu. Nhiều tấm nếu mà chất lượng nó kém ấy, cái nhựa nó rất là mủn và nó rất dễ bị gãy. Nhưng ở đây chúng ta thử ấn cong bẻ này. Đấy. À, cũng gãy rồi. Đấy, ấn được quen, nói chung là cũng không không phải là tấm nó quá xịn đâu, nhưng mà mình nghĩ là ốp vào đây nó không bị mủn ra là được. Phụ kiện thì nó có một số các cái phụ kiện sau. Ví dụ như đây là cái phụ kiện, đây là cái kết thúc này, cây kết thúc này. Cây kết thúc đây là cái mặt cắt này như này. Đây kết thúc thì nó sẽ ghép vào những cái đoạn mà kết thúc giao giữa tấm với tường, hoặc kết thúc tấm. Bởi vì một cái tấm này khi chúng ta cắt ý, nhiều thợ cắt thì họ cắt ở dưới đất, họ ấy kẻ, họ gạch thì nó rất là thẳng thì không sao, nhưng mà có nhiều vị trí chúng ta cắt thì nó sẽ lem nhem hoặc nó lượn ra lượn vào, thì có cái tấm kết thúc như này. Tấm kết thúc như này thì nó sẽ che đi những cái phần lem nhem, những cái phần nó không được đẹp lắm. Mà cái có cái nẹp chỉ G vân vàng như này thì nhìn nó cũng đẳng cấp, nhìn nó cũng sang trọng hơn. Nó bằng nhôm nha các bạn nhé, bằng nhôm thì trung bình một cái thanh này cứ khoảng 20 đến 30 nghìn một thanh, chiều dài là 2 mét rưỡi thì nó khoảng hơn 10 nghìn đồng một mét dài thôi. Thì đấy là cái tấm kết, đấy là cái nẹp kết thúc. Ở đây nó có cái nẹp, đây nó có cái nẹp góc đấy các bạn. Đây nẹp góc thì đây mặt cắt và cái nẹp góc đây. Đấy, mặt cắt và cái nẹp góc này. Đấy. Thì cái tấm nó ốp vào và hai cái thanh nó vuông góc với nhau. Ví dụ như đây này. Cái vị trí vuông góc với nhau thì người ta sẽ đi cái nẹp góc như này. Đấy. Hai tấm vuông góc với nhau thì nó sẽ che đi các cái góc giao với nhau. Đấy, hai góc giao với nhau. Ngoài ra thì nó còn có các cái tấm, có cái thanh nẹp mà nẹp nối tấm. Đấy, thanh nẹp T, chữ T ấy. Ví dụ như ở đây trong cửa thang máy chúng ta nhìn thấy, à cái kia không phải là ấy, đấy là thanh kết thúc rồi. Nẹp T thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chỗ vị trí mà có hai tấm nó dài quá, nó vượt khổ. Ví dụ như ở đây đấy, nó nối tiếp vào đây nữa thì ở giữa đây nó có một cái nẹp T nữa. Ở trên đây thì anh em nó chưa đem cái nẹp T đây, chúng ta xuống dưới tầng 1 chúng ta xem này. Dưới tầng 1 đấy. À, đây tầng 1 đây thì anh em nó làm xong rồi này. Anh em nhìn này. Anh em nhìn thấy cũng ok đấy chứ. Đấy.
thì giá rẻ thôi, chứ bây giờ chúng ta làm đá nếu mà cái loại đá mà màu vân như này ấy, mà đẹp ấy, cả cơ nhân công mà nữa thì nó phải khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu đồng một mét vuông đấy. 1,2 triệu thì bây giờ mình ở đây mình làm hết có khoảng độ 300.000 một mét thì chi phí nó giảm đi 1/4 rồi đúng không? Đấy, nhưng mà nếu anh em làm mà không thuê được trực tiếp như mình, không mua vật tư ship tự nhiên như mình ấy, thì anh em phải thuê cái giá khoảng 400 đến 450. Đấy, đây là cái thanh nối này. Thanh nối giữa hai tấm này, nó là hình thanh T đấy. Thì hai tấm với nhau nó nối nó có một cái viền như này thì nhìn nó cũng đẹp hơn đúng không? Đấy, thì hôm nay mình quay mình nói cho các bạn về cái cách để làm một cái ốp cái thang máy làm sao cho nó đẹp và giá nó rẻ. Đây, chỗ này là chỗ cái đây thanh kết thúc này, dùng đây là dùng thanh kết thúc. Thì bên này là có tường rồi thì nó sẽ sơn, sẽ không ốp nhựa. Đấy. Không chuẩn ra chỗ này ốp nhựa nữa thì ốp đá vào chỗ ốp cái tấm ở đây nữa thì cũng đẹp. Nhưng thôi, không sao. Mức độ vừa phải, cái đây thì ra cái nhà cũng phục vụ tầm khách, không phải nói gì đâu, nhưng mà khách thuê thì người ta cũng không quá quan trọng về thẩm mỹ quá nhiều đâu. Đấy. Mình quay nên mình quay cho các bạn các cái phần làm xương này. Đây là thợ nó làm xương để trước khi ốp cái tấm vào thì chúng ta phải đi xương như này. Xương ở đây thì mình đi hộp 22 thôi, hộp 20-20 đấy. Có nghĩa 2 phân nha, 2 phân dày 1 ni. Đấy, họ sẽ đi trước cái xương như này. Sau đó là họ sẽ bắn dán bằng dính hai mặt để giữ tấm, sau đó họ bơm keo. Họ bơm keo vào trước khi keo chưa liên kết thì người ta sẽ dùng cái băng dính hai mặt để giữ cái tấm, không cho tấm nó xê dịch khi mà keo chưa liên kết. Đấy, thì làm cái video để cho các bạn biết được cách thức để làm ốp được một cái thang máy làm sao cho nó đẹp, hiệu quả, tiết kiệm các bạn nhé. Tổng cái thang máy của mình nếu tính tổng chi phí tất cả mọi thứ vào nó hết khoảng 400 triệu, bao gồm cả khung xương, bao gồm thiết bị, tất cả mọi thứ mình ước chừng khoảng 400. Rồi, các bạn tiếp tục theo dõi kênh để có thể nhận được một số các cái thông tin, một số cái kỹ thuật giúp các bạn xây được ngôi nhà tiết kiệm hiệu quả nha các bạn nhé. Nhớ follow kênh.